Trước khi trận động đất nông 6,8 độ Richter xảy ra ở Lô Định, huyện Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 5 tháng 9, một đám cháy trên mặt đất do dò, dò dỉ khí đốt tự nhiên dưới lòng đất đã được quan sát thấy. Điều này đã khiến người dân lo lắng về một trận động đất có thể xảy ra. Trí tuệ của dân gian và văn hóa truyền thống, mặc dù không được chính quyền Trung Quốc thừa nhận, nhưng có một giá trị không thể coi thường. Kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Từ giữa tháng 8, một nửa giang sơn của Trung Quốc chìm trong thời tiết khắc nghiệt của nắng nóng, với nhiệt độ ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh liên tục vượt quá 40 độ C. Trên phương tiện truyền thông xã hội đã liên tiếp xuất hiện những bài đăng của những người chứng kiến hiện tượng dò dỉ khí đốt tự nhiên từ lòng đất ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quỳ Châu, lân cận Xích Thủy và Tuân Nghĩa. Khí tự nhiên dưới lòng đất từ lòng sông bị dò dỉ và bốc cháy bởi nhiệt độ cực cao, gây ra cháy rừng lan rộng. Theo báo cáo, khi đốt tự nhiên dưới lòng đất đột nhiên dò dỉ ra ngoài, có thể là do biến động của địa tầng. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, động đất có thể xảy ra sau đó. Ngoài ra, đợt nhiệt độ cao kỷ lục này cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn đến lý thuyết động đất hạn hán của nhà địa chấn học Cảnh Khánh Quốc. Bài phát thanh hy vọng đã đưa tin rằng lý thuyết động đất hạn hán cho biết sau một trận hạn hán lớn phải có một trận động đất lớn trên thực tế các lý thuyết liên quan đều được ghi lại trong quốc ngữ và sử ký ví dụ như năm thứ hai của chu u vương đầu tiên là ba con sông dung vị lạc cạn kiệt tiếp theo là thành phố tương kinh ở tây chu cũng chính là tây an bây giờ xảy ra động đất kỳ sơn sụp đổ trận động đất lớn này được thái sử bá dương phủ coi là dấu hiệu diệt vong của nhà chu kết hợp những dấu hiệu bất thường trên sau trận động đất ở lô định tứ xuyên người dân lo ngại sẽ có nhiều trận động đất nghiêm trọng hơn trong tương lai. Thật trùng hợp, có một cảnh báo trên Internet rằng trận động đất lô định xảy ra ở dãy núi Long Môn, nơi này phân bố ba giải đứt gãy khổng lồ. Một là nằm ngay cạnh vành đai đứt gãy, nằm trên dãy núi ở đồng bằng Thành Đô. Hai là vành đai đứt gãy ở Himalaya. Trận động đất tại Vấn Xuyên năm 2008 là ở vành đai đứt gãy này. Đứt gãy thứ ba là đứt gãy của sông Mân Giang. Một số trạm thủy điện quy mô lớn đã được xây dựng trên vành đai đứt gãy này. Ba vành đai đứt gãy này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Điều đó có nghĩa là trận động đất vừa xảy ra ở Lô Định có lẽ chỉ là màn dạo đầu. Ngoài ra, video trực tuyến cho thấy tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, vào sáng ngày 5 tháng 9, đã xảy ra cảnh tượng cá nhảy trên mặt hồ. Kinh Châu cũng đã trải qua nhiệt độ cao. Điều quan trọng là đập cát châu bá nằm ở Kinh Châu Hy vọng các cơ quan chức năng có thể xử lý sự bất thường trong tự nhiên một cách thận trọng. Nói về trận động đất lô định ở Tứ Xuyên, BBC đã trích dẫn một mô tả của nhân chứng Mã Hiểu Đan, trong đó cho thấy cường độ của trận động đất. Mã Hiểu Đan đang đi trên con đường gần trường trung học cơ sở thị trấn Lô Kiều vào thời điểm đó. Cô ấy nói, tôi bắt đầu run rẩy ngay lập tức, con đường rung chuyển như một làn sóng, và chân tôi cảm thấy mềm yếu. Hệ thống đánh giá nhanh thảm họa động đất ở Từ xuyên ước tính trận động đất Lô Định có cường độ tối đa là 9 độ Richter, bằng với trận động đất ở Ian năm 2013 với cường độ 7 độ Richter. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận động đất ở Nhã An đã khiến 196 người thương vong và 11.470 người bị thương. Trận động đất xảy ra đồng thời với việc thành đô bị đóng cửa. Từ một đoạn video được ghi lại bởi những người bị mắc kẹt trong nhà, bạn có thể thấy thành đô nguy hiểm như thế nào khi trận động đất xảy ra. Tuy nhiên, nhiều đoạn video cho thấy người dân cố gắng thoát ra ngoài trong khi cổng sắt của tòa nhà đã bị nhân viên phòng chống dịch khóa chặt. Người dân không thể mở cửa và chỉ có thể bị mắc kẹt trong tòa nhà. Trong một khu cư dân có nguy cơ cao ở Thành Đô, người dân muốn chạy ra ngoài để trú ẩn, nhưng cửa khóa và nhân viên phòng chống dịch liên tục hét lớn. Tòa nhà vẫn chưa sập, không việc gì phải khẩn trương cư dân mạng phẫn nộ viết Có khi nào ngã xuống rồi mới được mang ra hay không? Khi nào mới mở cửa? Đeo một cái huy hiệu đỏ trên người, liền biến thành điên điên cuồng cuồng. Nếu có một thảm họa lớn hơn trong tương lai, tính mạng của hàng chục triệu người sẽ nằm trong tay họ. Để cứu người cần tranh thủ khoảng thời gian vàng, nhưng khi lính cứu hỏa tới khu vực thảm họa, trước tiên cần xếp hàng để xét nghiệm axit nucleic. Nhiều người nhận thấy rằng Thời gian gần đây, Từ Xuyên đã phải hứng chịu nhiều thảm họa. Từ nhiệt độ cao cho đến dịch bệnh COVID-19, giờ lại động đất. Cũng có một câu nói cổ ở Trung Quốc lần đầu tiên được thấy trong thục cảnh lục của Âu Dương Trực Công vào cuối thời nhà Minh. Rằng, thiên hạ chưa loạn, thục đã hỗn loạn rồi. Bởi vậy thiên hạ sẽ trị thục sau khi thục trị thiên hạ. Cũng có một câu nói trong văn hóa truyền thống Trung Quốc rằng, thiên nhân hợp nhất. Người ngoài cuộc cũng lo lắng rằng, sự chuyên chế của nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay sẽ mang đến những thảm họa rộng lớn hơn và sâu sắc hơn cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình và đừng quên nhấn like và ấn chuông để nhận các thông báo mới nhất cho các bản tin tiếp theo của chúng tôi. May anh xin chào và hẹn gặp lại!